Chào các em. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập trắc nghiệm chương 2, trang 91. Chúng ta đi vào câu 1. Tập xác định của hàm số y bằng log của x trừ 2 chia cho 1 trừ x là. Thì mình biết rằng là logarit cơ số A của B. Thì điều kiện để cho cái logarit này có nghĩa, thầy chỉ xét thằng B thôi nha, thầy chưa nói thằng A. Điều kiện để cho logarit này có nghĩa thì B nó phải dương. Được chưa? B này phải dương. Còn đây log cũng vậy. Log là logarit cơ số 10. Ha. Log là logarit cơ số 10. Thì điều kiện để mà logarit này có nghĩa là x trừ 2 chia cho 1 trừ x phải dương. Ha. Điều kiện là x trừ 2 chia cho 1 trừ x nó phải dương. Rồi, tới đây mình trở về cái bài toán của lớp 10 ha. Chúng ta xét dấu thôi. Ở đây là x nè. Ở đây là x trừ 2, 1 trừ x nè. Ha. Này mình có hai nghiệm ha. Nghiệm của tử là 2 đúng không? Bởi vì 2 trừ 2 bằng 0. Nghiệm thứ nhất là 2. Mẫu nè. Nghiệm của mẫu là 1 đúng không? 1 trừ 1 bằng 0. Nghiệm là 1. Đó, thì bây giờ mình muốn biết cái nào âm, cái nào dương ha. Thì mình sẽ lấy bất kỳ một giá trị nào đó. Thì để cho đơn giản, thì ở đây nó có chứa số 0 đúng không? Số 0 nằm ở đây ha. Nằm trong cái khoảng này. Thì thầy lấy số 0 ở đây. Thì thế vào. Đây là số 0 nằm ở đây nha. Thì lấy số 0 rồi thế vào. Thì mình thấy nè, trên tử á, là trừ 2. Ở dưới mẫu á, là 1 đúng không? Như vậy thì cái này là mang dấu âm đúng không các bạn? Được chưa? Số 0 thì thấy, thầy ghi cho các bạn thấy thôi nha. Các bạn không cần âm. Rồi, sau đó cứ qua các nghiệm đơn nó sẽ đổi dấu dương, âm. Tại x bằng 1 thì nó không xác định. Tại x bằng 2 thì nó bằng 0. Mình không có lấy đúng không? Bởi vì mình chỉ lấy cái phần lớn hơn 0 thôi. Đó, nhìn qua đây thì mình thấy rõ ràng là để mà cái phân thức này dương á, thì x nó phải nằm từ 1 đến 2 đúng không các bạn? Được không? X mình phải lấy từ 1 đến 2. Này âm bỏ ha. Âm bỏ. 1 đến 2. Như vậy thì mình có được là đáp án nào các bạn? Đáp án B đúng không? Ha. 1 đến 2. Mình qua câu 2. Thì bạn nào nhanh á thì mình có thể dò mình thấy cái nào sai, mình tìm cái sai trước ha. Mình tìm cái nào sai mình chọn. Các bạn hãy chú ý ở đây là khẳng định sai nha. Còn đây thầy chỉ cho các bạn hiểu, cho nên là thầy sẽ đi làm đầy đủ cho các bạn ha. Thì logarit, ở đây là logarit cơ số e của x đúng không? Hay nói khác là log nebe của x mà lớn hơn 0. Câu A ha. Mình coi thì nó đúng hay sai. Nha. Thì log nebe của x chính là logarit cơ số e của x. Được chưa? 0 chính là logarit cơ số e của 1. Anh đồng ý chưa? Bởi vì e mũ 0 mới bằng 1. Thì từ đây mình có là e là lớn hơn 2 đúng không? Cho nên là nó sẽ thuận, có nghĩa x sẽ lớn hơn 1. Được chưa? Trên câu A là câu đúng. Câu B. Mình có là logarit cơ số 2 của x mà bé hơn 0. Thứ nhất á, là ở đây mình phải đặt điều kiện ha. Bên đây mình không đặt điều kiện bởi vì x nó lớn hơn 1 rồi, mình không cần đặt điều kiện.
Còn bên đây mình phải đặt điều kiện. Để nó có nghĩa thì ít nó phải dương cái đã. Được không? Rồi tiếp theo nè. Logarit cơ số 2 của x mà bé hơn 0. Logarit cơ số 2 của x bé hơn 0 chính là logarit cơ số 2 của 1. Được chưa? Bên đây cũng vậy nè. 0 chính là logarit cơ số 2 của 1. Đây 0 chính là logarit cơ số 2 của 1. Được chưa? Vì chỉ có 2 mũ 0 mới bằng 1 thôi. Ok. Thì số 2 là lớn hơn 1 cho nên là mình sẽ có cái chiều thuận. Có nghĩa là ở đây là logarit cơ số 2, đây logarit cơ số 2 nè, mình sẽ có x bé hơn 1. Mà điều kiện của chúng ta là x lớn hơn 0, à, kết hợp vô, được chưa? Có nghĩa là x lớn hơn 0, bé hơn 1. Này, à đúng, đúng không? Được chưa? Đáp án này đúng. Bây giờ mình qua câu C. Câu C là các bạn, mình có logarit cơ số 1 phần 3 của A lớn hơn logarit cơ số 1 phần 3 của B. Thì tương đương. Thì đây. Thì cái cơ số này nè các bạn. Nó bé hơn 1. Cho nên nó sẽ ngược lại ha. Nếu mà cơ số mà lớn hơn 1 á, thì A nó sẽ lớn hơn B. Mà đây là cơ số nó bé hơn 1. Cho nên nó ngược lại. Có nghĩa là A bé hơn hơn B. Hơn nữa, điều kiện là hai bạn này phải lớn hơn 0 đúng không? Mình chỉ cần ghi A lớn hơn 0 là được. Bởi vì A nó nhỏ hơn B. Mà A nó lớn hơn 0, chắc chắn B nó lớn hơn 0. Được chưa? Từ đó mình có được là 0 nó sẽ bé hơn A và A bé hơn B. Được không? Mà trong đây người ta ghi là A lớn hơn B. Mình giải ra A bé hơn B. Vậy là C là đáp án sai đúng không? Được không? C là đáp án sai. Đó. Thì nếu mà các bạn mà rành rồi á, thì mình chỉ rà rà, mình nhìn vô mình thấy à, ở đây là cơ số nhỏ hơn 1. Nó phải ngược lại ha. A nó phải bé hơn B. Đây A lớn hơn B là sai. Rồi, vậy thì khẳng định sai là câu C ha. C là khẳng định sai. Bây giờ mình qua câu 3. Thì câu 3 là có logarit nê bê đúng không? Cho nên là cứ cẩn thận. Việc đầu tiên là mình phải đặt điều kiện ra. Điều kiện là 4x trừ cho x bình nó phải làm sao? Nó phải dương. Được không? 4x trừ x bình dương. Mà bài này mình không có cần giải cái điều kiện ra. Bởi vì ở đây người ta cho những cái giá trị của x rồi ha. Mình thế vô thử thôi. Ở đây mình thay vì mình giải ra thì mình lấy những cái giá trị này mình thế vô. Được chưa? Số 2 thì thế vô nè. Số 2 thì thế vô là 8 trừ cho 4 bằng 4 lớn hơn 0. Thỏa. Ở đây số 2 cũng thỏa rồi. Ở đây số 5 nè. 5 nhân 4 20 trừ cho 25. Bé hơn 0 đúng không? Cho nên là cái này là không tồn tại rồi nè. Được chưa? Còn ở đây, x bằng trừ 1, mình thế vô đây. Là trừ 1 bình là bằng 1. Ha. Đây là trừ 4. Trừ 4 trừ 1 là trừ 5. Nó không có lớn hơn 0. Được chưa? Cho nên là hai cái câu C và D là loại rồi đó. Loại ha. Bởi vì những cái giá trị x này, nó không có thỏa mãn cái điều kiện. Được không? Rồi, CD chúng ta loại. Đó, cái cách mà chúng ta nhìn nhanh nè. Như vậy thì tới đây giả sử mình không biết làm thì bây giờ mình dự đoán thì khả năng đúng của mình nó cũng lên đến 50% rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình xem xét câu A và câu B này. Đề bảo chúng ta là tính đạo hàm đúng không? Đạo hàm của 2. Đạo hàm tại giá trị x bằng 2. Thì bây giờ mình sẽ tính đạo hàm cái này đã. Được chưa? Thì mình có cái công thức tính đạo hàm này các bạn. Là log nê-bê của u với u lớn hơn 0 ha mà đạo hàm thì mình được là u phải chia cho u. Được không? Thì mình dùng cái công thức này
để mà mình tính f phẩy ha. F là bằng log nay be của cái này. Như vậy thì f phẩy của x sẽ bằng logarit nay be của 4x trừ cho x bình. Đạo hàm ha. Bằng u phải chia u. U ở đây sẽ đóng vai trò là 4x trừ x bình nha. Như vậy thì u phải trên u thì sẽ bằng là 4x trừ cho x bình phải u là 4x trừ cho x bình ha. Rồi, ở đây mình đạo hàm từng cái thôi. 4x đạo hàm là chúng ta được 4. Rồi, ở đây là x bình đạo hàm thì chúng ta được 2x đúng không? Dưới mẫu chúng ta giữ nguyên. Đó, thì mình đã có f phải x bằng cái này. Được chưa? Như vậy thì bây giờ mình coi thử cái nào đúng. Ở đây là f phải của 2. Vậy mình lấy giá trị 2 mình thế vào đây thôi ha. Lấy giá trị 2 mình thế vào. Thì mình thế vào đây thì mình được 2 nhân 2 là 4. 4 trừ 4 là 0 đúng không? 0. Ok. 0 thì chỉ có đáp án B là đúng không? 0 nè. Cho nên là câu đúng của chúng ta là đáp án B. Bây giờ mình qua câu 4 ha. Cho hàm số gx bằng logarit cơ số 1 phần 2 của x bình trừ 5x cộng 7, nghiệm của bậc phương trình gx lớn không là. Thì ở đây là mình có là logarit nè, cho nên là việc đầu tiên mình phải đi tìm điều kiện đã, đúng không? Điều kiện của mình là bạn này phải lớn hơn 0, được chưa? X bình trừ 5x cộng 7 nó phải lớn hơn 0. Rồi, bây giờ mình bấm máy tính ha. 1, 5, 3. Mình bấm mình thấy A là 1 nè, B là trừ 5 nè, C là 7 nè. Rồi, máy tính nó ra Y ha, nó ra Y như thế này. Có nghĩa là đây là số phức đó các bạn. Có nghĩa là bạn này là không có nghiệm thực ha. Không có nghiệm thực. Nếu mà nó không có nghiệm thực á, là nó sẽ cùng dấu với A. A ở đây là 1. Cho nên là thằng này là luôn đúng. Được chưa? Luôn đúng. Có nghĩa là luôn thỏa với mọi giá trị của x. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vào giải cái bắc phương trình này ha. Gx lớn hơn 0. Gx lớn hơn 0 tương đương. Gx chính là logarit cơ số 1 phần 2 của x bình trừ cho 5x cộng 7 lớn hơn 0. Được chưa? Giải nhanh luôn ha. Logarit cơ số 1 phần 2 của x bình trừ cho 5x cộng 7 lớn hơn 0 chính là, thì viết lại logarit 1 phần 2 luôn ha. Logarit cơ số 1 phần 2 của 1. Được chưa? Bởi vì chỉ có 1 phần 2 mũ 0 mới bằng 1 thôi. Được không các bạn? 0 chính là bằng logarit cơ số 1 phần 2 của 1. Lúc này chúng ta đã đưa nó về cùng cơ số rồi. Được chưa? Cùng cơ số rồi. Bây giờ mình sẽ so sánh hai cái số b này với nhau đúng không? Mà vì cái cơ số nó lớn hơn 0, bé hơn 1, cho nên nó sẽ nghịch lại đúng không? X bình trừ cho 5x cộng 7. Thay vì cái b này nó sẽ lớn hơn hơn cái b này là lớn hơn 1. Nhưng mà do cái cơ số nó bé hơn 1, cho nên là cái dấu của nó phải ngược lại nha các bạn. Dấu nó đảo lại ha. Từ đây mình có được x bình trừ 5x. Mình trừ 2 vế cho 1 ha. Thì ở đây sẽ là cộng 6. Ở đây trừ 1 bằng 0. Rồi bây giờ mình bấm máy tính. A bằng 1, B bằng trừ 5, C bằng 6. Mình sẽ được 3 và 2 đúng không? 2, 3. Xét dấu nè. Trong trái ngoài cùng đúng không? A là dương, trong trái âm, ngoài cùng là dương. Tại hai cái này nó bằng 0. Mà chúng ta cần lấy bé hơn 0 là âm đúng không? Cho nên mình chỉ lấy trong khoảng này thôi đúng không? Còn ở ngoài mình bỏ. Như vậy thì x của chúng ta là phải nằm trong cái khoảng là 23. Ha. Đó mình coi thử đáp án nào. Đáp án C đúng không? Đáp án C là x của chúng ta nằm trong khoảng 23. Câu C.
Khi mình qua câu 5. Câu 5 nó hơi dài tí ha. Trong các hàm số fx bằng logarithm b của 1 phần x ha, rồi gx bằng logarithm b của 1 cộng sin x chia cos x, hx bằng logarithm b của 1 phần cos x, hàm số nào có đạo hàm là 1 chia cos x? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ lần lượt tính đạo hàm của fx, của gx, của hx ha. Mình xem thử cái nào có đạo hàm là 1 phần cos x. Được chưa? Bài này là tính đạo hàm thôi. Đây, ta có, mình có là fx bằng logarithm b của 1 phần sin x. Như vậy thì fx đạo hàm sẽ bằng logarithm b của 1 phần sin x đạo hàm. Ở câu 3 đó, thầy đã nhắc lại công thức cho các bạn là mình có công thức là logarithm b của u mà đạo hàm thì sẽ bằng u phẩy chia cho u. U ở đây, bài của chúng ta là logarithm b của 1 phần sin x. U ở đây là đây nè. Ha, đây là u nè. Đó. Thì mình sẽ viết thành u phẩy chia u. 1 phần sin x phẩy. U là 1 phần sin x. Được chưa? Rồi. Cứ từ từ. 1 phần sin x đạo hàm chia cho 1 phần sin x, có nghĩa là nhân nghịch đảo lại, có nghĩa là nhân cho sin x phần 1, đúng không? Là bằng nhân cho sin x. Rồi, tới đây là chúng ta lại xuất hiện một cái công thức nữa. Ở lớp 11 mình học. Ở lớp 11 mình học là ở đây nó có dạng là 1 trên V ha, 1 trên V đạo hàm là bằng trừ V phẩy chia cho V bình phương. Nè, 1 trên V đạo hàm bằng trừ V phẩy trên V bình phương. Như vậy thì mình là 1 trên sin đạo hàm. Được chưa? Là V đây đóng vai trò là sin x đó các bạn. Thì mình sẽ bằng là trừ V phẩy trên V bình. V phẩy có nghĩa là sin x phẩy. V bình có nghĩa là sin bình x. Được chưa? Đó, đây là đạo hàm của bạn này. Nhân sin x thì viết lại. Rồi, lúc này là ở đây sin bình, ở đây sin, chúng ta có thể rút gọn ha. Sin này rút gọn, còn sin. Rồi, ở đây sin x đạo hàm. Mình có sin x đạo hàm là bằng cos x, đúng không? Được chưa? Này, theo công thức thôi các bạn. Sin x đạo hàm bằng cos x. Cho nên là chỗ này mình sẽ được là trừ cos x. Dưới mẫu còn sin x. Được không? Tới đây là cotan, đúng không? Thôi, tới đây mình dừng được rồi ha. Cos chia sin là bằng cotan. Rồi, bởi vì mình đang cần tìm cái bạn nào bằng 1 trên cos. Được chưa? Mà fx đạo hàm của chúng ta là bằng trừ cos x chia cho sin x. Cho nên là không phải rồi, đúng không? Cho nên là đáp án A là chúng ta loại rồi. Được chưa? Đáp án A là không phải. Bây giờ mình tính gx thử xem ha. Gx đạo hàm. Gx đạo hàm sẽ bằng là logarithm b của 1 cộng cho sin x chia cho cos x đạo hàm bằng, cũng tương tự như vậy các bạn ha, u ở đây là bạn này nè ha. Thì theo công thức của chúng ta là logarithm b của u đạo hàm bằng u phẩy chia u. U phẩy ở đây là 1 cộng cho sin x chia cho cos x.
u phẩy chia cho u 1 cộng sin x chia cho cos x. Được chưa? U phẩy chia u bằng, thầy cứ viết lại đã, 1 cộng cho sin x chia cho cos x đạo hàm. Chia cho bạn này là bằng nhân cho nghịch đảo đúng không? Nhân cho nghịch đảo, mình nghịch đảo lại ha, mình được cos x chia cho 1 cộng cho sin x ha. Bằng. Rồi, cái này đạo hàm thì mình nhớ lại là ở lớp 11 mình học là u chia v mà đạo hàm bằng u v trừ cho v u chia cho v bình phương, được chưa? U v trừ v u chia cho v bình phương. U ở đây đóng vai trò là cái tử ha, đây là u nè, v nè, được chưa? U v. U v có nghĩa là 1 cộng cho sin x đạo hàm u v là cos x trừ cho v là cos x đạo hàm u. U là 1 cộng cho sin x chia cho v bình phương. V đây là cos x, cos bình phương x, được chưa? Đó là mới có tính cái đạo hàm này thôi ha. Còn cái bạn này mình viết lại, nhân cho cos x chia cho 1 cộng cho sin x bằng. Rồi, 1 đạo hàm là bằng 0 ha, 1 đạo hàm bằng 0. Sin đạo hàm bằng cos x, được chưa? Sin đạo hàm bằng cos x. Cos nhân với cos thì chúng ta được cos bình phương x trừ cos đạo hàm thì chúng ta được trừ sin. Được chưa? Cos đạo hàm thì chúng ta được trừ sin, trừ với trừ thành cộng. Cộng sin x 1 cộng cho sin x chia cho cos bình x nhân cho cos x 1 cộng cho sin x bằng. Ở đây thầy nhân vào ha. Thầy bằng dưới đây đi. Thầy nhân vào. Đây là cos bình x viết lại nè. Thầy nhân vào là sin nhân cho 1 là sin x. Sin nhân với sin là sin bình x đúng không? Chứ mẫu là cos bình x. Ở đây là cos x. Chứ mẫu là 1 cộng cho sin x. Rồi. Ở đây mình có công thức là sin bình cộng cos bình bằng 1 đúng không các bạn? Được chưa? Mình có công thức là sin bình cộng cos bình bằng 1, cho nên là sin bình x cộng cos bình x sẽ bằng 1. 1 cộng cho sin x cos bình x. Ở đây là cos x 1 cộng cho sin x. Rõ ràng bây giờ mình rút gọn được rồi ha. Đây 1 cộng sin x nè, đây 1 cộng sin x nè. Đó, hai bằng này rút gọn hết đúng không? Trên tử là cos x, dưới mẫu là cos bình x. Đó, mình cũng rút gọn được cos này với cos này hết. Cuối cùng mình còn gì các bạn? Mình còn là trên tử mình còn 1, ở dưới mẫu mình còn cos x. Được chưa? Đó, như vậy thì gx đạo hàm của chúng ta nó sẽ bằng 1 phần cos. Được chưa? Đây, 1 phần cos. Như vậy gx là ok đúng không? Đáp án này là ok. Chưa chắc đâu các bạn, à, chưa chắc. Biết đâu đáp án D thì sao? Hiểu không? Biết đâu đáp án D. Bởi vì đáp án D là cũng có gx nè. Ha. Cho nên là đối với bài này chúng ta phải tính tiếp, tính xem thử hx đạo hàm nó có ra cái này không ha. Mình cứ giữ cái này đã ha. Cái này là ok rồi. Giờ mình chắc thử thằng H có ok hay không. Nếu mà thằng H mà mình tính đạo hàm nó cũng ra đây nữa thì phải đáp án D mới đúng. Được chưa? Bây giờ mình cùng tính H đạo hàm thử ha. HX đạo hàm. HX mà đạo hàm thì sẽ bằng là logarithm b của 1 phần cos x đạo hàm. Là bằng u phẩy chia u ha. U ở đây là 1 phần cos x
u phẩy chia cho u, u là một phần cos x bằng một phần cos x đạo hàm chia cho một phần cos x là nhân cho nghịch đảo lại, là nhân cho cos x. Rồi giống như ở bài trước ha, mình cũng có công thức ở đây, nó có dạng là một chia v đạo hàm, được chưa? Một chia v đạo hàm thì cái công thức của mình là trừ v phẩy chia v bình phương, đúng không? Này nó có dạng là một chia v đạo hàm thì bằng trừ v phẩy chia cho v bình phương. V ở đây đóng vai trò là cos x ha, trừ v phẩy là cos x đạo hàm chia cho v bình phương cos x bình phương, được chưa? Tiếp tục, đây mới là cái đạo hàm của này thôi, nhân cho cos x nữa, nhân cho cos x bằng trừ nè, mình có cos x đạo hàm sin x đạo hàm thì bằng cos x, còn cos x đạo hàm thì bằng trừ sin x, được chưa? Rồi ở đây cos x nè, ở đây cos bình x chúng ta rút gọn ha, còn cos x thì lúc này trừ trừ thành cộng, đúng không? Là chúng ta được sin x chia cho cos x, sin x chia cos x là bằng tan x, được chưa? Tóm lại là hx của chúng ta nó không có ra được kết quả 1 trên cos x, đúng không? Chỉ có cái hàm gx thì khi mà mình đạo hàm nó mới ra một phần cos x thôi, được chưa? Còn hx của chúng ta khi mà mình lấy đạo hàm nó ra tan x. Như vậy thì đáp án D là không chọn được rồi ha, hx nó không có đúng, nó không có ra đạo hàm này. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án B. Mình qua câu 6 ha. Câu 6, nghiệm của phương trình này là mình có là 2 mũ 2x bình trừ cho 7x cộng 5 bằng 1. Mình đi giải cái phương trình này ha. Đây là 2 mũ 2x bình trừ cho 7x cộng 5 bằng 1. Thì các bạn viết là 2 mũ 0, được chưa? Số nào mũ 0 cũng bằng 1 trừ số 0. Mình viết vậy để chi? Để mình đưa nó về cùng cơ số nè, được chưa? Hai bạn này cùng cơ số thì hai số mũ này sẽ bằng nhau, đúng không? 2x bình trừ cho 7x cộng 5 sẽ bằng 0. Hai số mũ này bằng nhau. Đây là phương trình bậc 2 rồi, đúng không? Mình bấm máy tính thôi. 153, A bằng 2, B bằng trừ 7, C bằng 5. Mình được kết quả là 5 phần 2 và 1. X bằng 1 và x bằng 5 phần 2. Số nghiệm của phương trình này là, thì rõ ràng là mình đang giải ra này, mình thấy nó có hai nghiệm, đúng không các bạn? Được chưa? Hai nghiệm này mình đều lấy hết, đều thỏa mãn ha, mình lấy hai nghiệm. Cho nên là ở câu 6 này đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Được không? Bây giờ mình qua câu 7. Nghiệm của phương trình là, được chưa? Mình giải cái phương trình này thôi. Nghiệm của cái phương trình này là bao nhiêu? Thầy viết lại ha. Chúng ta có 10 log của 9 bằng 8x cộng cho 5. Dễ thôi các bạn. Bài này khá đơn giản. Thì mình dùng cái công thức là A logarit cơ số A của B thì sẽ bằng B. Được chưa? Chú ý nè, ở đây A. Được không? Như vậy thì bài của mình 10 mũ log của 9. Log của 9 chính là logarit cơ số 10 của 9. Được chưa? Log có nghĩa là logarit cơ số 10 của 9 bằng 8x cộng 5. Thì đây,
Nếu đây A thì log A, log cơ sở A thì sẽ bằng B đúng không? Thì đây là 10, 10 này, A A này, được chưa? Cho nên là vế trái mình sẽ được là 9. Được không các bạn? Theo công thức này mình sẽ được 9 bằng 8x cộng 5. Số 5 mình chuyển qua đây là 9 trừ cho 5 còn 4. Đúng không? Vậy x của chúng ta sẽ bằng 1 phần 2 ha. X bằng 1 phần 2. Rồi vậy là mình được đáp án B, 1 phần 2. Rồi chúng ta xong bài tập trắc nghiệm chương 2. Các bài tập trang 91. Rồi chào các em, hẹn lại các em ở video sau.